Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại hội quán Nghĩa An thuộc khu vực Chợ Lớn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để tham dự và ghi hình chia sẻ cho các bạn xem những hình ảnh của lễ Nghinh Ông Quang Thánh Đế Quân Tuần Du sẽ được diễn ra vào sáng ngày hôm nay, ngày 13 tháng Giêng năm 2024 âm lịch. Như các bạn cũng đang nhìn thấy là mọi người cũng đang tập trung ở phía chính điện, phía trước chính điện để chuẩn bị cung thỉnh kim thân của Quang Thánh Đế Quân để ra kiệu và đi sức du, sau ít phút nữa đi tuần du vòng quanh các trục đường, một số trục đường chính của khu vực Chợ Lớn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn diễu hành cổ ông sức du sẽ đi qua một số điểm chính trên khu vực Chợ Lớn, như là xuất phát từ hội quán Nghĩa An, rồi đến hội quán Nhị Phủ hay là chùa Ông Bổn, rồi hội quán Ôn Lăng, chùa Bà Thiên Hậu và một số điểm khác, đi qua các trục đường như là Nguyễn Trãi, Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Hải Thượng Lãng Ông, Đỗ Ngọc Thạnh, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, sau đó trở về đường Nguyễn Trãi, kết thúc lộ trình sẽ đi qua các chợ như là chợ Xã Tây, Đại Quang Minh, Sói Kình Lâm, chợ Đồng Khánh, chợ Kim Biên. Và ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay nhé. Và sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Phủ sẽ tiến đến khu vực trống thực hiện bát hồi để phát lệnh chương trình diễu hành Quang Thánh Đế Tuần Du mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Xin được trân trọng kính mời. Yeah.
Thank you.
Rồi, tiếp theo.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.